kênh Xe Tải Online. Hiện tại mình đang ở Vũng Tàu, nhà của Minh Phan, dân chơi Vũng Tàu. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu nhanh cho bạn mẫu Isuzu Giga, đây là 1/32 này. Thì vào thẳng vấn đề luôn, thì đầu tiên về mẫu xe chúng ta sẽ có màu là màu đỏ. Đỏ rất là đẹp nha các bạn. Tỷ lệ này thì nó là 1/32 nên nó khá là nhỏ. Mình có một con 1/24 kế bên đây, so sánh kích thước nhỏ nhỏ xinh xinh. Mẫu xe này thì mình vừa đặt mua luôn, mà chặt thì tới một tháng nó mới về tới đây được. Hãy nhìn tổng quan nó này, cắt này luôn, sơn màu đỏ. Mẫu này mẫu Giga đời mới nhất luôn, 3 chân. Rồi tổng thể thì mẫu xe nặng khoảng 1 kg á, 1 kg đâu lại. Đấy, màu đỏ rất là bắt mắt luôn, khung sexy là bằng sắt hết. Đèn phía sau quá là chắc luôn. Tuy nhiên nó về phần đầu xe các bạn thấy, chúng ta sẽ có cái lưới tản nhiệt được làm nhôm mờ chứ không phải là cờ rơ bóng. Mình thấy thì nó làm cờ rơ bóng nhưng mà làm chưa tới. Dưới chúng ta sẽ có hàng cản, hàng chữ VC61 là mã của mẫu xe này. Đèn pha rất là nét luôn. Phía trên ta sẽ có hình chữ Giga, Isuzu và cái tên mã Trung Quốc. Có tổng cộng là 3 gạt mưa, tấm chắn nắng luôn, có đèn led trên luôn, nóc cao, có cửa sổ trời trên luôn. Và đi vào phần hông thì chúng ta thấy cái phần dè được làm rất là cao luôn. Mâm là mâm nhôm, tới đầy đủ gương, hậu gương mâm đồ, gương mo đầy đủ. Mẫu này thì được trang bị cánh gà luôn và mua gió phía trên. Đây là khu bên tài. Phía sau chúng ta sẽ có bình nước phụ Boe, vô phía sau. Cái này để cho hộp xốp nó còn dính tí bụi. Đi về phía sau chúng ta sẽ có dàn chân, cái này là phải tí mình lấy làm lâu ra. Làm nhôm. Đây, mình sẽ đến với phần mâm. Mâm xe này được làm theo kiểu là mâm nhôm hết luôn, nên mình nhìn nó bóng luôn. Phần bên hông thì chúng ta sẽ thấy một cái ốp lườn để bao bọc phần bình dầu và ắc quy rồi đó. Đến là sẽ có bộ vè, vè kiểu châu Âu luôn, rất là xịn sò. Đây là phần đèn hậu xe với hai bồng bầu lốc kê đây. Chi tiết luôn, đèn này đèn led luôn, giả led luôn. Cái xe vẫn giống với mẫu Việt Nam là nó rất là thẳng luôn, nó không có dốc, ra mà móc sẽ rất là khó khăn. Ta có mâm kéo và có sẵn cái lỗ luôn, tuy nhiên không có giật cái chốt kéo ra được. Xe này vẫn sử dụng là gò gà đơn. Sàn mà nhóc luôn. Đây là phần gầm xe, cái đang quay được không? Bốn màu ok, thay nhiếp, màu bô xe, số, ok. Gầm xe là phần cabin luôn. Tiên
khách được làm màu xám, khá nổi với ghế được viền chỉ xanh đây. Khá đơn giản. Đây chúng ta có thể đánh lái được. Đây nè. Vừa rồi mình có bài đánh giá về mẫu Isuzu Giga này. Do thời gian có hạn nên mình không thể đánh giá chi tiết nhiều. Đánh giá sơ bộ được như vậy thôi. Nếu như bạn thấy hay để like, subscribe và ủng hộ kênh mình để kênh mình có nhiều động lực để cho ra thêm nhiều video hay hơn và bổ ích hơn. Và nếu các bạn có muốn mua mẫu này thì hãy liên hệ cái số điện thoại mình để ở trong màn hình. Mình sẽ tư vấn và lựa chọn cho bạn mẫu xe mà bạn ưng ý nhất. Rồi xin chào bạn và hẹn gặp lại. Dán bên tấm cửa đi ha. Ngay đây nè. Con này lưng chừng ha. Chiều sao?